sự kiện lớn nhất của võ thuật Việt Nam. Lần đầu tiên ra đời, Liên đoàn Thế giới Võ Cổ truyền Việt Nam. Hơn 100 đoàn quốc tế và trong nước đến từ 5 châu lục tham dự. Đại hội quốc tế Võ Cổ truyền Việt Nam Cúp Thăng Long lần thứ nhất diễn ra từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 8 tại Hà Nội. Hào khí Việt Nam lan tỏa địa cầu.